Xin chào các bác. Hôm nay cái lưới nhật này em giải nó ra để em quay cho các bác xem là cái lưới nhật này là nó có nguồn gốc từ lưới nhật bãi. Họ dùng để che những cái để tránh cái bụi với cả những cái vật thể nó rơi ra khỏi những cái công trường xây dựng ấy. Sau đó là về Việt Nam thì làm ra những cái giàn lan rất là tốt và hiệu quả. Cái này nó có khả năng làm mát cái ánh sáng ở trên trời mà rộng đây thì nó sẽ hất ngược lên. Đấy, họ làm những cái đai bằng nhôm này, trung bình là cứ khoảng 30 phân là một cái đai. Đai rất là chắc chắn. Tuy nhiên là cái lưới nhật này sau khi mang về thì họ phải sạch một đường thì nó mới thành hàng cũ thì mới mang về bán được. Họ sẽ rạch từ bên Nhật. Đấy. Kích thước của nó là 1,82 x 5m1. Đấy. Nghĩa là chiều rộng của nó là được 1,82 và chiều dài là 5m1. Thì em phân ra làm 3 loại đây. Loại đầu tiên là lành, số lượng cực kỳ hiếm luôn. Đấy. Số lượng rất là hiếm, cái loại lành này thì em bán là 180 một tấm. Đấy. Bên em vẫn bao ship các bác nhé, bao ship từ 200.000 nhé. Nếu mà các bác lấy một tấm, ví dụ lấy một tấm mà không đủ 200 thì phải trả thêm 30.000 tiền ship. Đây là thấy tấm lưới vá ít là em bán 160 này. Vá ít của nó có nghĩa là đây các bạn, vá ít là ví dụ nó vá 1-2 miếng ở đây góc này. Đây nó có thể là xé ở góc này hoặc xé góc này không mình vá. Đây là họ cố tình xé đấy, hoặc là ở giữa, nhưng mà thường thường là từ 3 miếng trở xuống là em sẽ bán là 160. Còn tấm này là vá nhiều. Đây vá nhiều nghĩa là nó vá từ 3 miếng, 4 miếng trở lên ấy. Đấy. Các bác có thể để ý đây, đây có một miếng này. Đây 2 miếng, 3 miếng này. Đấy. Thì cái tấm này chỉ em bán chỉ bán 130 thôi. Đấy, 280 là hàng lành này. Hàng 130 là hàng vá nhiều và hàng 160 là hàng vá ít. Cái lưới nhật này thì ví dụ để như này các bác về phơi thóc cũng được này. Đấy, đang mùa thóc lúa mình phơi thóc. Hoặc các bác lấy về che giàn lan như em ở trên kia cũng có một cái che giàn lan. Hoặc là mình che để cho ô tô sống cho nó mát. Để nó đỡ bị nắng. Nó làm giảm đi ở bên dưới, khi mà bên dưới che lưới nhật này khá là mát các bạn. Đấy là về lưới nhật. Đấy, bên em có 3 loại lưới nhật như này các bác nhá. Lành. Nhưng mà số cái tấm lành này cực kỳ ít luôn. Ví dụ 50 tấm nó chỉ được khoảng 3-4 tấm thôi. Còn chủ yếu nhiều nhất thì vẫn là cái loại loại vá ít với vá nhiều này. Thì vá ít là 160 và vá nhiều này là 130. Bên em bao ship từ 200 nên các bác cứ lấy hàng, ví dụ lấy tấm 130 này thì các bác lấy 2 tấm. 160 này lấy 2 tấm là bao ship. Đấy. Hoặc các bác lấy thêm hàng khác như là phân thuốc hay là vật tư hoa lan thì em thì đây những cái vỏ thông hay là phân trâu hay là bột dừa thì em cũng có rất là nhiều luôn. Đấy, bột dừa này, phân trâu, vỏ thông các thứ. Vỏ thông thì số 1 là 12, số 2 là 16 và số 3 là 18. Đấy, còn bên này là hoa lan kiếm. Rồi cả các bác.